Chào mọi người quay lại kênh của mình nha. Bữa nay chủ nhật nên là làm cái clip này chia sẻ hồ của mình lên giao lưu với lại anh em. Lâu lắm rồi mình cũng không có chia sẻ cái hồ của mình lên kênh á. Cá bữa nay thấy nó lớn nè mọi người. Đặc biệt là mấy cái em cá này nè, mấy cái trắng nè, bữa nay size ngoài 30 hết rồi. Hồi trước mình mua size chỉ có 12 thôi. 12 đến 15. Nhưng mà bây giờ trung bình size ngoài 30 hết rồi. Mọi người thấy nước của mình được không? Tính trong thời gian sắp tới cũng thanh lý bớt, tặng bớt, chừa lại 4-5 em thôi, để cho hồ nó rộng tí xíu. Do hồi đó mình không biết á, mình mua size mini á nè, mua size mini giống con này nè, mình mua quá trời luôn. Đâm ra là sau này nuôi cái thời gian lâu rồi cũng không có muốn bỏ thì nhiều khi thấy tội. Tặng thì cũng sợ nhiều khi nó về cái môi trường nước người ta làm lọc không được á, rồi nó bị bệnh đó. Cho nên là nhiều khi chơi cá mà cái tâm nhiều khi nó ấy quá thì cũng gặp khó khăn. Cho hoặc là thanh lý thì cũng sợ là nó về nó sống trong môi trường không có bằng ở đây, còn không cho không thanh lý thì nó đông quá nó chật. Bữa nay lâu lắm rồi mới chia sẻ cái hồ lên với lại anh em, thấy rõ ràng là nó lớn. Trong video anh em thấy vậy chứ ở ngoài nhìn nó lớn đó, to lắm. Cái con đuôi dài này của mình bây giờ nếu mà đo luôn cái đuôi chắc nó tầm cỡ gần 40 đó mọi người. Trên video anh em thấy vậy chứ nó gần 40. Anh em mà rút kinh nghiệm nha, có làm những cái hồ mini mà tầm cỡ 500 lít đến khối giống như của mình, nuôi số lượng nó vừa thôi, tầm cỡ 5 đến 7 con là được rồi. Tôi nói tóm lại đủ mẹ hốt nó chiều là 5 giờ. Nay chủ nhật mới quẩn anh em, chứ thường ngày là mình đi làm, mình làm công việc của mình xong rồi ở nhà đó, rồi mình cũng có cung cấp thức ăn với lại thuốc tím mà như mình hay chia sẻ lên mấy cái clip á, thì anh em nào mà có lấy thì mình điện mình nhắn về cho nhân viên gói gửi cho anh em. Chủ yếu là mình sử dụng mình cho ăn mình thấy được á, chia sẻ với lại mọi người thôi, chứ công việc chính của mình cũng không phải là kinh doanh bên mấy cái thức ăn hay là thuốc tím cá này đâu mọi người. Sẵn mình làm mà mình thấy cho ăn mình thấy được á, có nhiều anh em hỏi mình chia sẻ. Mà trong cái thời gian vừa rồi thì cũng thật sự là khi mà mình cung cấp cái thức ăn cái thuốc tím thì mình mới biết được rằng rất là nhiều anh em yêu thương và ủng hộ mình, điều đó là quý và hạnh phúc đó mọi người. Mình đi làm mà thôi chứ khi mình về tới nhà là tập trung vào ngay chỗ cái đơn hàng của anh em đi cho nó kịp, để mọi người không có chờ á. Thức ăn này thì mình cho ăn mình thấy được nha. Cá nó mau lớn rồi mọi người, màu sắc là như anh em thấy nè. Cá của mình size là cũng trung bình là cũng ngoài 20 hết rồi, nhưng mà anh em thấy rồi, hồi đó mình mua chỉ có 60.000 con thôi à, toàn bộ là 60.000 hết á. Nhưng mà mọi người thấy cái rất là may mắn lắm, hồi đó mấy con này mình mua là mình không có biết lựa, nhưng mà rất là may mắn là nó về cái body với màu sắc nó nhìn cũng tạm ổn. Đó, thì bữa nay chủ nhật không có làm gì, chia sẻ clip lên giao lưu với lại anh em, với lại là có một vài cái góp ý là mọi người á, nếu mà anh chị em nào có làm những cái hồ mini tầm 5 đến 500 lít đến một khối thì nuôi số lượng nó vừa thôi nha, tầm cỡ 5 đến 7 con là được rồi. Đừng có giống như mình nuôi nhiều quá là sau này muốn thanh lý hoặc là muốn cho bớt thì cũng không nỡ nha. Tôi hẹn mọi người ở những video tiếp theo nha, hứa hẹn là những cái mẫu hồ rất là đẹp nha mọi người. Chúc mọi người ngày cuối tuần vui vẻ nha.